Kính chào quý vị các bạn. Vào những ngày thời tiết nóng nực thì chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị các bạn một số các cái món ăn làm sao mà chúng ta chế biến cho gia đình thưởng thức, cảm thấy rằng là thanh mát cho cơ thể. Chính vì thế mà vị khách mời của chúng tôi là bạn Huyền Trang hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị các bạn một món ăn rất là thanh mát dành cho những ngày hè nóng nực. Xin chào chị Quỳnh, xin chào quý vị và các bạn. Như thời tiết của trên mình hôm nay thì nó phải rơi vào 40 độ ấy, chị Quỳnh nhỉ? Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho chị và mọi người một món là vừa giải nhiệt cho cơ thể mà ăn nó lại cảm giác như nó ăn như mình ăn thạch ấy. Đấy, thì hôm nay em sẽ làm món là rau tiến vua lộn với lại gó bò. Như hôm nay em mua được cái vó bò thì của cái con bò nó cũng không già, nó non thì nó sẽ mềm hơn và thời gian luộc thì nó cũng sẽ ít hơn. Sau đấy khi mình thấy mềm rồi thì em sẽ vớt ra, em cho ngâm vào với nước đá để cho nó nguội và nó sẽ làm cái vó bò của mình nó giòn hơn, ngon hơn. Như chị Quỳnh đã thấy thì cái rau tiến vua này ấy, thì là mình sẽ mua rau tiến vua khô và về mình sẽ ngâm với nước trong khoảng thời gian là 1 đến 2 tiếng cho cái rau tiến vua của mình nó lở hết ra. Gia vị ở đây em có đường này, nước mắm, tương ớt, ở đây em có một chút gừng, thì ở đây tỏi, ở đây em có một chút hành tím, tí nữa mình sẽ sơ chế và mình trộn mấy cái món gỏi cho nó thơm. Cuối cùng là em sẽ có một chút vừng để cho nó thơm dậy vị cái món của mình lên. Rau thơm thì em có mùi này, húng tròn và một chút ngổ. Đây đầy đủ nguyên liệu, chị em mình bắt tay vào làm chị Quỳnh nhá. Và bây giờ em sẽ thái lên cái vó bò chị nhé. Cái vó bò này thì mình sẽ thái càng mỏng càng tốt, để ăn cho nó được giòn mà nó không bị dai. Nó lại ngấm gia vị nữa đúng không? Vâng. Sau khi thái xong thì mình sẽ quay ra mình sẽ rửa hành. Mình sẽ rửa vài nước qua để cho nó trong cái miếng hành này đi. Đây em sẽ đập tỏi. Sau khi băm nhuyễn tỏi mới gừng ra thì bây giờ mình sẽ pha chế nước nha chị nhá. Mình sẽ cho vào đây nước mắm này, một chút tương ớt, và đây đường. Sau khi hỗn hợp của mình xong rồi chị này, vì là cái này là mình trộn gỏi khô thế cho nên cái nước mà mình trộn ấy thì mình nên để đặc. Mình sẽ cho cà rốt vào. Mình cho cà rốt và hành vào. Sau đấy mình cho rau thơm vào. Quý vị các bạn thân mến, món nộm rau tiến vua với vó bò thì có một cái hương vị rất là thơm của các cái loại nguyên liệu như là ớt này, rồi tỏi này, đúng không? Và cái vừng rang của mình ấy nhỉ? Vâng. Và đặc biệt là khi mà thưởng thức ấy thì chỉ thấy là cái rau tiến vua ấy nó giòn giòn. Mình ăn vào miệng thì mình thấy nó rất là mát. Vâng. đậm lại cái vị cuối cùng thì là cái vị chua ngọt của các cái gia vị mà mình đã trộn cái món nộm này, đúng không em? Tuy rằng là cái rau tiến vua ấy thì cái bản chất của nó sẽ hơi nhặng nhặng đắng, nhưng mà cái hậu vị của nó ấy, thì nó không dư âm nhiều và nó cũng sẽ không làm cái món ăn của mình quá đắng, mà nó chỉ có hơi nhặng 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 thôi. Nếu mà ai mà không ăn được đắng thì mới cảm nhận được cái vị đấy, còn khi mình đã trộn hòa quyện tất cả các nguyên liệu rồi thì nó sẽ không còn cái vị đắng đấy nữa. Và rất là ngon, rất là phù hợp với thời tiết đúng không? Vâng. Và đến đây thì chuyên mục của chúng tôi xin phép và khép lại. Hẹn gặp quý vị các bạn trong các chuyên mục lần sau. Xin kính chào và hẹn gặp lại.